Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào khung giờ quen thuộc là 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay cùng với Hà Thu tham gia Khẩu vị ngôi sao đó là một nữ ca sĩ rất duyên dáng và đáng yêu. Xin chào đón nữ ca sĩ Hồng Phượng. Em chào chị, hôm nay bông hoa rực rỡ đến với Khẩu vị ngôi sao. Dạ, Hồng Phượng mến chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và mến chào Hà Thu. Dạ, mình đến với Khẩu vị ngôi sao thì chắc hẳn là mình cũng đã có một tình yêu lớn đối với ẩm thực đúng không chị? Nói chung là rất là thích ăn. Nói thẳng ra đó chị ha. Đúng rồi. Dạ, và bây giờ Hà Thu xin mời chị về phòng khách của Khẩu vị ngôi sao để chúng ta cùng chia sẻ thêm về những cái khẩu vị của mình cũng như là tình yêu của mình đối với ẩm thực nha chị. Chào chị Hồng Phượng, hôm nay đến với Khẩu vị ngôi sao thì chị diện một chiếc váy hoa tươi thắm như thế này. Có lẽ là đang có điều gì vui trong lòng không? Vui là phải vui rồi đó. Mặc cái đầm này không phải đơn giản chỉ là mình chọn một cái màu đầm để mà nó tươi trẻ đâu. Mà là tại vì nó hoa nhiều như vậy nè, là nó có thể che được cân nặng của mình á. Wow, bí kíp, bí kíp. Thời gian vừa qua thì Hồng Phượng cũng có lên cân một chút. Mà ngày hôm nay lại nghe ăn nữa. Hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ bồi dưỡng cho chị. Bây giờ chị giúp Hà Thu order 2 món ăn mà chị muốn thưởng thức trong ngày hôm nay khi đến với Khẩu vị ngôi sao trên 2 tờ giấy này nha. Chị em xin nha. Wow, cũng khó khăn đây. Và hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ tuyển đến đây 2 đầu bếp gọi là cực phẩm để nấu ăn cho chị. Xin giới thiệu 2 đầu bếp đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay, Đình Thuận và Công Tôn Nghĩa. Xin mời hai bạn. Chào hai bạn. Mấy bạn ngồi. Và trước tiên thì hai bạn giới thiệu một chút về mình nha. Mời bạn. Dạ, em tên là Công Tôn Nghĩa. Hiện em đang là diễn viên. Đẹp trai, dễ thương, cao ráo. Nhưng mà có biết nấu ăn không? Dạ, biết. Tại vì một phần mẹ của em cũng là đầu bếp á. Nên là em biết nấu ăn và nấu khá ngon. Nấu khá ngon, khiêm tốn ngon. Dạ, bây giờ mời Đình Thuận em giới thiệu một chút về bản thân mình nha. Em tên là Đình Thuận, cũng có tài nhưng mà nhiều tật lắm chị. Dạ. Thôi đừng kể tật ra. Nhưng mà bây giờ chị hỏi nè, cái nấu ăn là nằm trong cái tài hay cái tật của em? Nấu ăn là chị lúc thì tài, lúc thì tật đó chị. Chết rồi chị ơi, chị ơi. Chết rồi, hoang mang quá. Mình sẽ có cái tật và cái tài đúng không? Dạ. Bữa nay mình lôi cái tài ra mình xài thôi, cái tật mình giấu đi. Mình giấu nhẹm luôn, giấu nhẹm cái tật luôn. Sao chị hoang mang quá vậy? Hoang mang lắm. Chị cũng hoang mang nha em. Thực ra thì em cũng học nấu ăn từ mẹ em. Cái tật liên quan đến nấu ăn ở đây thì là khi mà nấu ăn thì em có cái tật là hay bảy bừa đó. À rồi rồi. Ý chị ơi, cái này á là chỉ là hơi bừa bộn chút thôi, chứ cái món ăn thì bạn rất tập trung vào để làm cho cái món nó tốt nhất có thể, mình cũng yên tâm chút nào đúng không? Ok ok, vậy cũng được. Rồi, bây giờ hai bạn phải vượt qua 2 câu hỏi cùng một thử thách của chương trình để ai giành chiến thắng trong phần thi này á thì sẽ được chọn món mà mình có sở trường hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến với câu hỏi đầu tiên nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi, mời hai bạn cầm bảng lên nè. Hà Thu sẽ đọc câu hỏi và hai bạn sẽ có 10 giây để trả lời. Dạ. Câu hỏi đầu tiên, quê của MC ở đâu? Ủa? Cái này biết là nhắc bài chị ơi. À, chị biết quê chị được không? Hết giờ. Rồi, xoay bảng. Miền Nam, Huế, biết quê của MC nè, biết hay đón mò nè? Dạ, tại vì có một lần em được xem một cái chương trình khác của chị Hà Thu. Chị Hà Thu có giới thiệu quán ăn đồ này nọ rồi quê hương của mình ở đâu á nên em nhớ. Dễ thương quá à, người dễ thương mà tên cũng dễ thương đó. Trời ơi. Em thấy là đây là cậu đồng hương trong phần nấu ăn nha. Dạ. Chứ câu hỏi này câu hỏi gì hỏi chơi. Không có điểm. Vậy là em hơn em, rồi. Em còn cơ hội, em còn cơ hội. Vậy là em hơn rồi. Không, nhưng mà có lý do, tại vì câu hỏi này có liên quan tới Huế. À. Không, nếu mà các bạn biết về quê MC một chút xíu thì các bạn sẽ có lợi thế hơn đó. Dạ. Yên tâm, chị cũng sẽ hỗ trợ em nhiều trong phần thi của em. Em thấy hai người kia cùng phe rồi chị ơi. Thì chị với em cùng phe. Nhắc bài em nha chị. Chị đâu biết gì đâu nhắc. Hai bạn lắng nghe câu hỏi nha. Dạ. Câu đầu tiên nè. Huế có một loại kẹo truyền thống với thành phần là mè, thường được dùng với trà sen. Đó là loại kẹo gì? Ai là người Huế cũng biết cái loại kẹo này hết á. Thì đúng rồi, ai người Huế cũng biết, em ở trong này cho nên em biết. Mình em người Huế thôi à. Đúng rồi, bởi vì mới nói. Rồi, 3, 2, 1, giơ bảng. Trời, hay quá câu trả lời. Câu trả lời của em là gì? Dạ, mè sừng ạ. Đáp án của em là... kẹo mè. Đáp án của chúng tôi là mè sửng. Đúng rồi, vậy là chắc nó, là nó là dấu hỏi nha. Bây giờ Thu đưa thêm một số thông tin về kẹo mè sửng để các bạn được biết thêm về xứ Huế cũng như món kẹo này.
kẹo mè sững xứ Huế đặc trưng bởi vị ngọt, một chút bùi của vừng và độ dai dẻo đặc biệt với nguyên liệu chính là mè. Và cách làm sững có nghĩa là hóa đường, cô đặc dẻo. Bên cạnh mè thì còn có sự hòa trộn với mạch nha, đậu phụng, bánh đá. Vị ngọt của đường hòa chung với độ dẻo của mạch nha, hòa lẫn thêm ít đậu phộng. Khi ăn, mọi người thường sử dụng thêm một tách trà để nhâm nhi bên cạnh. Chị có mê kẹo mè sững không? Chị mê chứ, kẹo của quê hương chị mà. Bởi vậy chị ngọt ngào như kẹo mè sững vậy đó. Trời ơi, cùng phe luôn rồi chị ơi, em biết cùng phe mà. Qua câu hỏi số 1 thì hai bạn chưa có ai đưa ra câu trả lời chính xác hết. Cho nên chị Hồng Phượng sẽ giúp chúng ta mở một ô khóa trên ba từ khóa trên. À, vậy bây giờ mình sẽ chọn số 1. Xin mời từ khóa số 1. Ghen chứ không cay. Ủa chị, cái này nó hơi ngược ngược hay sao á? Bình thường người ta nói là phụ nữ là ăn cay nhiều là ghen lắm. Mà chị không ăn cay chị cũng ghen. Đúng rồi. Mình thử kể một câu chuyện nhỏ nhỏ để mình chứng minh cái sự nói gì cũng được hết trơn của mình đi chị. Bữa đó gọi điện thoại cho ảnh Hoài gọi không có được, tức quá. Tới khi gặp, sao em gọi cho anh Hoài không được? Trời, anh không biết, anh để điện thoại trong chế độ rung, anh để trong cái quần nè. Anh để điện thoại trong cái quần, nó rung mà anh không nghe. Vậy anh có mặc quần hay không? Cái đầu của em suy nghĩ được nhiều cái kỳ cục. Không, anh thấy logic mà, đúng không chị? Logic. Bởi vì vậy thưa quý vị, ghen á là một đặc quyền, một bản lĩnh của người phụ nữ chứ không có liên quan gì ớt hết quý vị. Dạ, đúng rồi, chị em vẫn ghen như thường nha quý vị. Bây giờ là từ khóa đầu tiên đã được lật mở kèm theo huy hiệu thần bếp. Ai mà mở được cái ô có huy hiệu thần bếp thì sẽ có một đặc quyền nhận được sự trợ giúp từ chị Hồng Phượng khi mà hai bạn nấu ăn. Vậy là cả hai bạn đều mất cơ hội đó rồi. Chúng ta đến với câu hỏi số 2 nha. Dạ. Câu hỏi thứ 2 là: tên em không thiếu không thừa, tấm lòng vàng ngọt, ngon vừa lòng anh, là quả gì? Rồi 3, 2, 1, mời hai bạn xoay bảng. Đu đủ, lần này có vẻ trùng khớp nha. Đó là một đáp án chính xác. Không thiếu không thừa. Lại thêm một trường hợp hai bạn lại đồng lòng đúng cùng nhau. Nhưng lại chị lại phải giúp hai bạn lật mở thêm một ô nữa. Mở số 3 đi. Số 3 xin mời. Vì gia đình. Một người phụ nữ của gia đình đúng không chị? Phượng thấy là mọi thứ, những cái gì mà Phượng có ngày hôm nay á đều liên quan đến gia đình hết. Nghệ thuật là cũng là từ gia đình. Dạ. Rồi đến khi mà mình được biết đến thì cũng nhờ gia đình. Nhờ là Hồng Phượng là được xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ như vậy đó, để mà khán giả biết đến mình nhiều hơn. Thì Hồng Phượng nghĩ rằng đối với Hồng Phượng, gia đình là số 1, là trên hết. Dạ, rất là tuyệt vời. Em nghĩ là gia đình là một cái nơi điểm tựa vững chắc cho tất cả mọi người, đúng không chị? Kết thúc câu hỏi số 2, chúng ta vẫn đang sang bằng tỷ số là không đều. Bây giờ chúng ta đến với một thử thách cuối cùng để tìm ra người chiến thắng trong ngày hôm nay. Thử thách của chương trình cũng rất đơn giản. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị hai con thú nhún, hai khung thành và một quả banh. Hai bạn người chơi sẽ phải ngồi trên con thú nhún và nhún để lùa banh vào khung thành đối phương. Sau thời gian tối đa 3 phút, ai ghi được nhiều bàn thắng hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng và lật mở từ khóa cuối cùng của chúng ta. Rồi, mời hai bạn. Hai bạn sẵn sàng chưa nè? Sẵn sàng. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, chiến thuật nhẹ nhàng. Ủa này, ôi, gần rồi, rồi, gần rồi, rồi. Vô, vô, vô. Hay quá, hay quá. Cố lên, Nghĩa ơi, cố lên. Nghĩa ơi, cố lên. Sao chị cũng có anh Nghĩa không hả? Cố lên, Thuận ơi, cố lên. Thuận ơi, Đinh Thuận, Đinh Thuận. Cố lên, cố lên, cố lên. Em thua cái nữa bây giờ. Đó. Mệt lắm anh. Rồi, còn 10 giây. Ôi, hay quá. Có kìa. Rồi, gần vô rồi. Được rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Trời ơi. Vâng, và qua một phần thi đấu hết sức là cam go, toát mồ hôi, thì phần chiến thắng đã thuộc về bạn Công Tôn Nghĩa. Xin chúc mừng bạn. Rồi. Chúc mừng em nha. Bây giờ chúng ta cùng trở về phòng khách nha. Với phần chiến thắng trong thử thách, tiền Nghĩa đã có quyền được lật mở ô cuối cùng. Dạ. Xin mời ô số 2. Nỗi niềm thấu trời xanh. Cái gì mà dữ vậy chị? Nỗi niềm thấu trời xanh này á, bây giờ mà kể ra là thấy nó kỳ lắm luôn. Gọi là một cái căn bệnh gia truyền nha. Đó là Phượng bị dị ứng rất nặng với hải sản. Thì hôm đó là Phượng ăn hải sản, sáng dậy tự nhiên cái mình thấy sao cái mặt của mình nó nặng nặng, mình không biết sao, cái mình nhìn vô trong kiến
Trời ơi, mình hết hồn luôn. Thấu làm... trời xanh. Đúng là thấu trời xanh thiệt á. Nửa cái mặt ở bên này nè, biến dạng hoàn toàn luôn. Sưng hết một nửa khuôn mặt của Vượng luôn. Rồi nổi lên trên da của mình á là những cái đốm nhỏ đỏ như vậy nè. Thì mình mới đi da liễu. Người ta mới nói là Phượng bị dị ứng hải sản. Cho nên đó là những nỗi niềm thấu trời xanh thiệt luôn mà. Dạ, bây giờ là bạn Nghĩa đã giành chiến thắng trong phần 1 của chương trình. Dạ. Thì bạn được quyền chọn một trong hai món ăn mà dạ. chị Phượng đưa ra đây. Có hai món ăn là gà chua ngọt và bò sốt rượu vang. Rồi, bây giờ hai trong hai món này thì có món nào là sở trường của Nghĩa không nè? Em sẽ chọn món bò sốt rượu vang. Bò sốt rượu vang. Dạ. Có vẻ là cũng liên quan tới đầu bếp đó, vì món này mình cũng ít ăn ở nhà đúng không chị? Dạ. Đúng rồi. Phải là mẹ em chỉ cho em món này không? Cái món này thì chưa đâu, nhưng mà em nghĩ là liên quan tới sốt đồ này kia thì em làm tốt. Dạ. Rồi, vậy món còn lại thì thuộc về bạn Thuận thôi, gà chua ngọt. Bà có biết nấu món này không nè? Cầm giống như cầm thánh chỉ vậy. Cái này là thuộc về phần tài hay phần tật nè? Chị muốn nó tài hay phần tật chị? Muốn tài nha em, ừ. Thôi. Và bây giờ với phần thắng thuộc về bạn Nghĩa thì Nghĩa được thêm một cái quyền nữa là chọn bếp. Mình chọn bếp trái hay chọn bếp phải. Mỗi bếp thì sẽ có một cái thử thách cũng như những cái ưu tiên khác nhau nha. Cho nên là mình suy nghĩ thật kỹ nè. Em sẽ chọn bếp bên trái. Bếp trái thuộc về Nghĩa, vậy bếp phải sẽ thuộc về bạn Thuận. Rồi, và bây giờ xin mời chị Hồng Phượng cũng như hai bạn chúng ta tiến về phần gian bếp của Khẩu vị ngôi sao để chúng ta tiếp tục phần 2 của chương trình, đó là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với gian bếp của Khẩu vị ngôi sao. Và trong phần 1 thì bạn Nghĩa đã giành chiến thắng và chọn gian bếp phải. Và gian bếp phải là gian bếp như thế nào? Đây, gian bếp phải là bạn Nghĩa sẽ biến thành một hộp quà. Bên trên hộp quà có hai cái dĩa cà chua, phải giữ thăng bằng, vừa nấu vừa để cà chua không bị rơi đúng không Nghĩa? Dạ. Bạn có thấy cái sự lựa chọn này của mình nó đúng đắn không? Cũng không có gì sai lắm. Đúng ha. Rồi, bên bếp trái của chúng ta thì Thuận, thử thách của Thuận là mang đôi dép gỗ. Trên hai đôi dép gỗ sẽ có hai cái ly nước và phải di chuyển trên cái đôi dép cùng hai ly nước bự này, làm sao cho nước nó không có đổ ra mà vẫn nấu ăn ngon. Bên cạnh đó thì một số nguyên liệu ở trong bếp của chúng ta sẽ có một số thử thách mà chị giúp các bạn có thể vượt qua những thử thách này để các bạn có những cái nguyên liệu đó các bạn nấu những món ăn cho ngon á chị. Ủa có luôn hả? Dạ có, tham gia một số trò chơi nho nhỏ vui vui của chương trình đó chị. Để bởi vậy á, ông bà người ta nói không có sai một cái câu nào hết. Dạ. Muốn ăn là phải lăn vô bếp thôi. Mình lăn bên ngoài chị. Mình lăn bên ngoài đó, mình lăn ở đây thôi là cũng đã vô được tới bếp rồi. Dạ đó. Rồi bây giờ hai bạn sẵn sàng chúng ta lăn vào bếp. À? Dạ rồi. Rồi, mời hai bạn thực hiện cái món ăn của mình. Và em mời chị ra phòng khách chúng ta chuẩn bị giúp các bạn qua các phần thử thách chị ha. Chị ơi, chị hãy đội thúng đi thăng bằng qua thanh cầu khỉ đem theo nguyên liệu cho em. Bây giờ nguyên liệu em cần là gì nè Nghĩa? Dạ là cà chua. À đúng rồi, cà chua đây chị. Chị đội cái thúng này lên đầu, đi qua cái cầu tre lắc lẻo. À, cầu tre lắc lẻo. Dạ. Nếu như vậy thì nó dễ ẹt luôn á. Ủa thì không chị? Khó chừng á, đúng không? Bây giờ mình vừa đi mình vừa hát chơi luôn nè. Dạ. Em, chị sẽ đưa đồ ăn tới cho em nè. Dạ. Ta qua cầu ha, chị ơi chị. Chiều chân chị tiên ơi. Em à, dễ quá phải không chị? Chị ơi, chị do chị ơi. Chị ơi, em biết không, nấu ăn đối với tụi em không có khó đâu, khách mời mới khó nha. Dạ em MC cũng khó lắm nè, em giúp chị đeo chân vịt vô. Dạ tại em thấy chị dễ dàng quá đó, khán giả người ta nói trời làm cái gì dễ vậy mà cũng thử thách. Thử xem nè, mang cho bố không nha. Dạ rồi. Trời ơi, khó xong được khó. Không chị, được không? Không sao, cái này mà có rớt xuống sông, xuống suối gì bơi luôn. Dạ đúng rồi đó. Hồi nãy là mình rắc co, mình hát rồi đúng không? Dạ đúng rồi, giờ mình giữ rắc co nha chị. Ta qua cầu ha, chiều chân tiện em. Chị ơi. Đó, được hết. Em chụp không kịp đó chị. Trời ơi, quá xúc. Đó. Chết rồi này chị. Chết rồi, giặt của em rồi. Em ơi, Vẫn còn một trái. Dạ. Chắc là không đủ chua, nhưng mà chị sẽ chịu. Trời ơi. Chị ơi. Khó lắm mà giỡn. Chị ơi, em. Có thử thách luôn kìa. Nè. Thử thách tiếp kìa. Kìa sao hoài vậy? Lúc các bạn phải cười, phải lấy nguyên liệu liền để nấu. Chị ơi, không, chị... không kịp. Cưỡi thú nhún đạp bể được 5 quả bóng trong 2 phút. Cái này dễ chị không? Bây giờ làm sao? Chị làm gì cũng được miễn là bóng nó bể là được rồi chị. Còn làm sao mà bể được? Được á chị, mình thử quả nha chị. Thử nè. Dạ.
Trời ơi, cái này cố lên chị ơi, cố lên. Ăn xong chắc ngon dữ à. Chị ơi, không bẻ bóng mà bẻ chị là tội nghiệp em lắm chị. Cố lên chị ơi, cố lên. Trời ơi, hay quá chị ơi. Bẻ bóng. Còn 4 quả nữa chị, còn quả em đi lấy cho chị 3 quả nữa. Chết rồi. Đây nè, đem lại đây, đem lại đây. Chị từ từ, chị thương em dạ. Dạ, dạ em mời chị. Chị bình tĩnh thôi chị. Hay ơi, chúc mừng chị đã vượt qua thử thách một cách rất là ăn gian. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Rồi, bây giờ dạ, bạn đã được sử dụng nguyên liệu của mình rồi đó. Trời ơi, cái phòng khách của nhà mình hoang tàn quá nè. Hoang tàn chị ơi, chị thở chưa? Chị ăn một miếng sushi mù tạt và hát lên 10 ngón tay tình yêu. Trời ơi, mù tạt hả? Bài của chị luôn rồi. Nhưng mà vấn đề cái mù tạt nó mới ghê á. Chị không ăn mù tạt được, nó lên tới não luôn á. Chết rồi, nhưng mà ăn xong hát thì sao? Thì bỏ vậy. Ê, mình tự bỏ luôn cái nguyên liệu này hả? Ủa, cái đó là em lấy gì vậy cưng? Dạ, hành tây. Hành tây không có cũng không sao, chị không cần ăn canh tây đâu, hành tây đâu em. Dạ, nó cũng cần lắm á chị. Nó là giống như là linh hồn của món sốt vậy chị. Dạ chị ơi, mình đến với chương trình mình gán chút xíu đi chứ. Tự nhiên mà món bò mà không có hành tây nó cứ thiếu lắm chị. Nhưng mà chị không có biết ăn mù tạt. Thử cái chị. Thử cái xem đúng không nè. Trời ơi, nó đã chị ha. Nó sọc lên phía trên. Tôi chảy nước mắt luôn rồi. Trời ơi chị, hay quá hả chị? Rồi bây giờ bắt đầu hát nè. Có cảm xúc đượm buồn nè, ánh mắt ngấn lệ nè. 10 ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. 10 ngón tay tô hồng nét môi, kế bên du ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng ca êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu mình. Yeah, trời ơi, nước mắt chan chứa, cảm ơn chị. Trời ơi, thấy thương quá. Không, tại hành tây cũng cay lắm. Trời ơi, giờ để em ngắt chị ra nghỉ ngơi nhé. Chứ nãy giờ hành hạ chị tôi quá trời ơi. Chắc là mình khóc tiếp nha chị. Thấy thương quá. Thương quá. Em hại chị không á. Vì sau một thời gian lăn lộn trong bếp của hai bạn với sự trợ giúp từ dì Hồng Phượng thì đây, thành quả của chúng ta đã ở trên bàn rồi. Rất là bắt bắt, rất là thơm đúng không chị? Đúng rồi, thơm quá. Yeah. Đây là gà chua ngọt, là bò sốt rượu vang. Giờ chị muốn thưởng thức món nào trước nè? Chị thích bò, cho nên là chị muốn ăn bò trước. Rồi, em sẽ lấy cho chị một ít bò. Em có ăn không? Dạ, không. Chị thấy chị em cũng chị có trợ giúp cho chị có thêm phần nước mắt mà. Vậy ha. Dạ, chị thử trước đi, em thử sau nha. Rồi, em mời chị. Ok, cảm ơn. Miếng bò nè. Trời ơi, này là bổ dưỡng lắm á. Bò rất là thơm. Dạ. Cảm giác như nó giống bò kho. Đặc biệt hơn bò kho chút là mình có cái rượu vang ở trong đó. Nó hơi nồng nồng một chút thôi à. Nhưng mà rất là ngon. Miếng thịt rất là mềm, vừa phải. Hương vị ăn rất là dễ chịu. Rồi, nhưng mà chúng ta tiếp tục thưởng thức qua món thứ hai nha. Gà. Trước khi thưởng thức món thứ hai thì chị uống một miếng nước. Phần nào là phần ngon nhất nè. Rồi. Thơm thiệt.
Mùi thơm này là có từ đâu Thuận ha? Từ phi hành, phi tỏi hay sao ta? Cái nước sốt đó, và cộng thêm tỏi ở trong đó nữa. Mùi vị như thế nào chị? Gà chiên, còn cái sốt đó là tỏi nhiều. Tỏi nhiều. Thường là chị rất là thích ăn tỏi. Tỏi rất là thơm, thật sự là món nào cũng ngon hết. Khó quá. Rồi bây giờ mình chấm điểm một trong hai món, nếu mà điểm cao hơn thì cho bên nào cao hơn một chút xíu nè chị. Cái món bò này rất là đậm đà, món gà này Phụng cũng rất thích. Nhưng mà nó chưa có để lại một cái ấn tượng đặc biệt hơn là cái món bò khi mà mình ăn với hai món. Nếu như mà để thích hơn thì chị thích món bò hơn. Và mình chốt lại người giành chiến thắng trong ngày hôm nay là bạn Nghĩa với món bò sốt Triệu Vang, đúng không chị? Chúc mừng bạn Nghĩa. Dạ. Và bây giờ mời chị Hồng Phượng và hai bạn ra trước sân khấu, chúng ta sẽ nhận những giải thưởng từ chương trình nha. Kính thưa quý vị, qua một khoảng thời gian và những giọt nước mắt của chị Hồng Phượng, cộng thêm những giọt mồ hôi của hai fan hâm mộ và những nụ cười hả hê từ MC thì chúng ta cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và phần thắng thuộc về bạn Công Tôn Nghĩa. Xin mời chị trao giải thưởng này cho bạn nha. Chúc mừng em nha. Dạ, cảm ơn chị. Bình Thuận này mình không chiến thắng nhưng mà cũng chia sẻ một chút cảm xúc khi đến với chương trình ngày hôm nay và nấu được món ăn cho chị Hồng Phượng thưởng thức nè. Thực ra thì ngày hôm nay em đến đây được nấu món ăn cho chị Hồng Phượng là đã rất là vui rồi. Vậy nên là cái kết quả có ra làm sao thì không có quá quan trọng về vấn đề đó nè. Thật lòng không nè? Dối lòng quá. Dối lòng quá. Cảm ơn Thuận rất là nhiều. Ngày hôm nay khi mà ăn được cái món gà, thật sự là món gà rất là ngon. Chị rất là vui. Em quá à. Cảm ơn chị Hồng Phượng đã tham gia vào chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và bây giờ chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng hàng tuần vào lúc 17:50 Chủ nhật. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.